quên bán bán này không biết chú cái này ăn đó. Cái này chú quên rồi mang bóp này luôn. Cái này chú thiếu người ta. Rồi rồi tính nghe nó cho thấy rồi chứ nó không cho thấy đúng không? Con thầy sao? Con thầy sao? Chú mẫu con ăn không? Nhưng mà con muốn ăn chờ đợi thì chết không? Chuyên nghiệp, chuyên nghiệp. Cảm ơn cho con. Nó còn nhớ mình ta. Bé đang ngồi quậy em. Bé đang ngồi quậy á. Ủa hôm nay mình kiếm kêu tâm canh luôn hả? Mày dữ hả? Nói đi, nói đi. Quản lý con đã đi hỏi con. Con không muốn chú quay lại đi nhậu nữa hả? Dạ có hả? Có đâu có, hồi nãy mình kia nói rõ ràng là con không muốn chú quay lại nhậu. Có, con đâu có nói đâu rồi. Đây. Đúng rồi. Bây giờ con cho cái này là tặng đúng không? Dạ đúng rồi. Với cái này đóng bu đúng không? Dạ. Con có tặng này không? Dạ không. Đúng rồi, mày đâu có nhậu đâu. Dạ ăn hai cái này vô chú xếp là nó lo lòng 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 lên quên lắm á. Món tặng tặng nó khác đi. À, còn không bây giờ đổi thành tiền cũng được. Đúng không? Này như 20 đúng không? Dạ. Thôi chú đừng chơi, chú bán là 20 thôi. Chứ bây giờ con tặng cái này, bây giờ ăn cái này. Đã nhậu rồi. Ăn cái này uống men có chút xíu lên men là còn rất là đúng á, đúng á. Đủ lên men quá, đủ lên men lên không luôn á. Cái này là con hải thắt của con á. Em ơi, bố không có tiền bố, là chút gì nữa. Nếu mà tao đi Sài Gòn sao? Thôi đi Sài Gòn nào chú về đây thì chú lại trả. Không, chú cái dòng là không thiếu. Là còn đây lão. Dạ. Thiếu là về luôn, muốn xung quay lại trả. Có lắm rồi. Rồi giờ con giữ cái này con cặn cho chú. Mai cái chân tiền như vợ chú. Đây. 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 Đúng rồi, chú chuyển tiền lên cho chú, trả tiền này. Vợ chú làm sao mà không chuyển tiền cho chú, cho chú hết tiền cho xa. Anh vợ tao rồi. Mấy bạn vợ tao nói là bây giờ là anh nhậu rồi, vợ ơi, bây giờ anh nhậu anh hết tiền rồi. Con nhỏ này quản lý, anh chặn anh nhẫn anh nhậu nha. Chú xíu anh chuyển tiền lên cho anh, anh đang cực vợ. Cô có lợi mà. Mày gặp nữa là cô cần không? Chặt cô vậy rồi. Thôi cô không sao đâu, chú xíu chú xíu hả? Bây giờ đủ, bà nói rồi đó, đã đăng lộn cho một tạc luôn.
quên con luôn. Biết nhớ mày làm chi? Nhớ mày gì? Nó là chỉ đi gọi nó lại đây đi quán trong cái lon đúng không? À, ngồi lại đường đây nè. Đúng rồi thầy, đúng rồi. Ngồi lại đường, đúng rồi. Ốc tỏi 2. Còn này quán ốc 3 con. Lon bữa đó nó mua ệ cua ngon á thầy. Má không biết thôi, động cho nhiều nhóm, nhiều nhóm động má mặt lên đi, tao lấy cho tao. Đấy, giờ thôi, thấy không? Lấy đi, chỉ đủ dạ thì hẳn không, mãi tao vô trước. Có tao mày đúng không? Giờ có này chút xíu, có này đi. Hẳn em còn tốt hơn mấy người kia. Ủa coi, u ổn chứng không to. Trời ơi, trời ơi. Ở một câu đó hả? Ở kia một câu hả? Không nghe Sư Mẫu, không biết gì nghe Sư Mẫu. Mày hãy đi rồi Sư Mẫu nhớ rồi. Thôi, mai tôi về rồi. Mai về, không con. Ca ca. Cái này cũng giống như đi cũng mơ cũng đi về. Thấy mấy này giống giọng phát tâm ra đây cho vui. Tắt đi Tịnh. Sao thầy? Tắt đi rồi nhậu chưa? Tắt mấy này không? Cảnh nhậu lại. Mẹ rồi, lâu lắm tôi đánh đậu trên cảnh á, đầu cái này tiếng này lâu hiểu luôn. Nhớ rồi, nhớ luôn. Đây nó có mà sao nó chưa hết ta? Lại em cắt thử rồi. Cái này cứ thế này cho con có con méo nha. Nhớ chú làm. Của cháu hả? Đây nè, gọn nè thôi. Đây nè, gọn. Đây chú uống luôn. Má không nhậu đâu, đâu có làm bài đâu. Để đây này. Ở đây luôn. Má như nhậu là như vậy thôi, còn bưng đâu nó kẹp hết vậy. Thì rồi mình nói mình kệ nó mãi ổn, nó sợ thì con bán nó luôn, con bán nó đi lắm mà. Đây. Bành cái mình nhậu cho nó khỏe đúng không? Khỏe. Đúng không? Khỏe rồi, khỏe. Bữa nay mà thầy có gì Sư Mẫu chữa chết luôn. Ăn à, à. Còn không biết gì hết nha Sư Mẫu rồi. Có gì nó nói nhậu xuống. Có kêu nhậu như thầy. Ông đổi hơn anh Tài, kêu anh Tài buồn. Chả cuốn rồi thấy gai nữa hả? Tài buồn. Sáng giờ luôn. Cái cho Chào luôn đây. Nhậu đi. Ăn đi.
thầy chờ đi nhậu nè đồ thằng nhậu cho mới ngày cho mới thầy chờ đi nhậu rồi đồ má mướn tài xế này không ờ má mướn tài xế đưa về mà đồ má chơi mà đồ má vinh lung mâm của người ta luôn đi đi đám cưới vũ hả vũ này ờ đám cưới tài xế ờ thôi rồi vũ ơi ấy cưới vũ hả ủa đám cưới tài ủa á vũ mình mượn khay rượu của mày cái rượu này á à, đi ông thầy ông quậy quá đó à, mình nhậu xưa mình phải chấp hành rồi mới có luật như này nè ai nhậu xưa phải chấp hành giao thông rồi siêu mẫu đã xem siêu mẫu đã xem đúng không siêu mẫu đã xem đúng không có nghĩa là anh là nhậu xưa là xe anh không chở kêu tài xế taxi lên chở về quay mặt quyền là siêu mẫu là hiểu rồi rồi đợt trước là nhậu có bả rồi có ông này chở về mà ôi thì chơi anh Quân chơi lấy cái mâm của người ta luôn nha mọi người à đó đồ trứng mà trứng cúc mà trứng cúc này lạ lắm nha chuối ăn trứng cúc chút cứng á trứng cúc này ăn chút cứng tại này đó mọi người má lầy ha đồ má nhậu mà mình mượn phải cho mượn ha rồi ủa tao mượn cái dễ hơn Quân nó ra nó lầy nó mượn luôn cái mâm luôn đó. Mượn mâm nó xuống chỗ xế xuống thằng kẹt đó chi xuống thằng kẹt đồ mới mua mồi gì khách sạn nhậu nữa không qua cầu là ngó tắt bên tay phải mà ghé ăn cơm á ủng hộ nhỏ cái mỗi lần xuống đây ghé nó ăn cơm nói chung qua cầu bây giờ nằm bên tay trái rồi thầy ơi bên tay trái nhưng mà mình tắp xe bên tay phải nữa qua mình ăn cơm xuống mình mở cửa xuống kêu nó hỏi còn quán cơm không nè món cơm đây nè dưa lớn trên dưa ở trên đó ngang nó xéo giờ tinh lành đó Quyền đá cao quá ngồi xe đụ máu đụng luôn vậy làm đụng luôn vậy đụng luôn vậy cái này mà mày quen nhỏ nào thứ hai cái độ má không biết sao mày từng ổ gà ăn dở luôn tao thấy từng ổ gà là đụng nóc rồi đó má không xuống bú con gái này ăn dở luôn giờ cu về cu về tên con rồi đó để chết kìa má cơ má khối á đồ đó khối ùng ùng á sáng mình ăn quán trên đúng không quán dưới đúng rồi thầy quán đó thầy quán vậy đó hả? Ừ. Đó quán đó đó rồi. Đó là rồi hạ kiến xuống ơi, hạ kiến xuống ơi, bấm kèn tin tin coi. Nhìn cái xe nó biết tại vì nó có không? Không có nói đâu. Thôi đẩy xe bản ăn luôn đi, ăn bữa cơm cho no đủ mới về hỏi hạ quý khách. Ăn hồi chiều phải không? À, không á. Không á, chị Vinh kìa. Mình ăn bên đây luôn đi, đợi xe đây qua bản ăn. Cũng được thôi. Đó mà. Đây rồi bộ qua. Bỏ qua. Đó không quay đầu. Tắt nhà thầy thầy lâu thầy cho mình đi ăn lâu đi chó gì chờ đi ăn nha em về xin mẫu ơi đó là giờ thầy chờ nè giờ đi nhậu tiếp nè đó thầy ghé qua cái thôi xuống ổng á tàu mấy anh sợ vợ không à ủa thằng tình nó chạy sao thấy kịp à mình nó có kia đã mừng rồi ờ có kia đã mừng rồi ủa mà ghé vô đưa cái bịch lẩu cho vợ ông Quân á Nguyên ơi má nó chứ nhậu vậy mình đủ mà thà mình bỏ tiền em mướn taxi nên mướn tài xế đi cho nó an tâm hơn hay gì tao mướn xe ngoài cũng vậy giờ kêu này chở đi rồi mướn xe ngoài nhiều khi rẻ hơn á mày rẻ hơn đúng không ủa má mướn xe ngoài tao thấy rẻ hơn á được mướn xe trong nhà thấy mắc mắc quá nãy giờ thấy tốt dữ lắm rồi đó hả nãy giờ thấy tốt dữ lắm rồi đó tốn gì tại sao nói gì Nguyên nói gì nói xe nhà nãy giờ thấy tốn nhiều đó tốn nhiều mướn xe nhà tốn nhiều đúng rồi xe ngoài rẻ hơn phải à có nghĩa mình đi xe nhà là tốn nhiều, nhiều hả tốn nhiều đó tốn cây đèn pin tùm lum đó má xe nhà nó xin đồ tùm lum la
còn bốn mấy bánh năm gửi không quyền không còn mấy cái bơm á, mấy bơm tao mấy cái là mấy bơm xe đó, bốn xe quyền chứ có rồi có mẹ gì đụng mấy máy đó mình đụng mấy mình mua lại khác mấy hồi cho nó cảm thấy nó vui đúng không? Dạ. Nó đáng giống như mình về mình có quà cho nó mừng nó vui. Má đồ nó đang xài cũng đồ xịn luôn á, tao đụng có bỏ thùng xe là biết là đồ của má. Dành tao đi đụng tới đâu rồi tao rửa đó đó, hiểu không? Gắn một pin vô là xài á. Gắn một pin vô xài thôi. Nó rẻ. Nó còn ai đi tới đâu nữa. Đâu sạc đâu thầy. Đâu sạc đâu, sạc luôn á. Tao đưa đủ hết luôn mà, đủ nghĩ sao cho con Châu đó cho cài mày. Thầy đâu thầy? Đi đúng vậy không? Thầy chờ đi đúng vậy không? Buổi tối rồi. Cái gì đâu? Mình đủ đừng cho vợ tao biết. Cứ đi chờ. Còn sư mẫu không biết đâu thầy ơi. Biết. Thầy điện thoại tao đồ má sư mẫu mày lục mỗi ngày không sao đâu. Đủ má nhớ cái gì tao nói thằng Vũ. Thằng Vũ đó đây. Đây nó nè. Vũ nó nè. Rồi biết gì đâu. Đâu mà mở. Mở nó nói nào. Ghé chạy lên cái mâm cái quyền ơi. Ghé vô đưa cái lẩu cho vợ. Dạ chạy lên cái mâm cái này. Hỏi này nói cái mâm chứ hả? Tới cái mâm trước. Lấy cái mâm mà cái đồi chết luôn. Dạ, trả 40 trứng. Anh Tài đâu anh Tài? Đi này mình không ăn mình lấy tiền. Đi giả này hả? Mâm quả đi. Đi giả mâm quả à. Càng chiếu qua lấy. Ghé đi. Không càng chiếu qua lấy. Rồi bấm càng đi rồi được rồi. Rồi dừng cái tôi kia thôi. Hả chiếu chúng ta đụng á. Dạ lấy bằng cái mâm em. Dạ dạ. Lấy đồ đó con ơi. Lấy đồ. Có bán bia không con? Ăn chung lon bia. Chú trả lại cái mâm nè. Đưa mâm. Đưa thầy đưa. Đưa bên kia kìa. Đây. Thầy cũng trả mâm nè. Cảm ơn nha con. Dạ cảm ơn chú. Có bán thiếu không? Có bán thiếu lon bia không? Còn dư 4 cục này đấy. Thôi con cứ dành thôi dư 4 cục. Để dư tiền lại. Thôi. Đủ cái nào là 4.000 á. Rồi sao rồi nhậu bớt tiền sao? Lấy ngay chú đi nha con. Rồi. Tao đi ăn lẩu ra. Đi giỡn. Đi giỡn. Má thầy trò hỏi con. Má làng má sớm đi chơi là đủ má mình giờ đi từ thiện gì kết hợp du lịch thì nó vui hơn hiểu không? Đi mà không được vui mà du lịch để lạ là để mướn bụng mới chẳng que hả dưới đây lắm căng quá mấy quán nhậu chẳng que luôn vắng vô mày ơi. Nó dẹp mấy quán đó rồi. Dẹp nhiều. Bắt con nó cũng đâu quen đâu. Uống uống thôi rồi mình bị bắt lại mày. Dạ. Đúng không? Mình đã kinh doanh không? Nhưng mà ốc tô nó được cái nó dạy nhân viên cũng ok. Đúng không? Rồi bếp của nó cũng được. Rồi, cái này đủ má.